Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là chân sạc của điện thoại Sony Xperia T2. Nó khác với các mẫu điện thoại smartphone đời cao hiện nay. Chân sạc của Sony Xperia T2 nó được hàn chết trên bo mạch chủ của máy. Nó không tách rời ra như một số những cái mẫu điện thoại mới của Sony, mà nó hàn chết trên bo mạch chủ của máy. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc pin của điện thoại Sony Xperia T2 Ultra D5322 lỗi hỏng, sạc pin lúc được lúc không chập chờn. Cầm địa chỉ thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc trên điện thoại Sony Xperia T2 Ultra. Vì các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên Sony Xperia T2 Ultra thay mới vì các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới chân sạc cho Sony T2 Ultra, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp chân sạc, thay mới chân sạc, sửa lỗi chân sạc của điện thoại Sony Xperia T2 Ultra D5322 Hà Nội hiện nay. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video.